Wir masturbieren. Ich bin richtig, richtig.
Rap
represent the Hello Club. I wanna say happy birthday to you. We want to say happy birthday, happy birthday. Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. Và ngay lúc này xin mời đại gia đình Hòa Long cùng nhau nâng ly lên cao. Chúng ta sẽ uống một ly để thay cho những lời chúc tuyệt vời nhất đến những vị khách đặc biệt có cùng ngày sinh nhật tại đây trong buổi tối ngày hôm nay. Hân hoan chào đón và chúc mừng cho sinh nhật của Mr. Dũng. Chào đón và chúc mừng cho sinh nhật của Mr. Trung. Chào đón và chúc mừng cho sinh nhật của Mr. Hưng. Và cuối cùng là lời chúc vui vẻ xin được gửi tới sinh nhật của Mr. Diamond Lua. Thế mà cho đại gia đình xin được chúc cho tất cả các anh có một bữa tiệc sinh nhật thật nhiều niềm vui. Bước sang tuổi mới, chúc cho các anh luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn đẹp trai, luôn luôn may mắn, luôn luôn thành công nha. Yeah, happy birthday! Anh em đi Hòa Long thân mến, đưa tay lên kia nào! Gentlemen, xin đến Hòa Long Special Party. Xin được hân hạnh chào đón tất cả những vị khách quý đã có mặt tại sự kiện âm nhạc vô cùng đặc biệt tại New Hòa Long Club. Và trước tiên tôi muốn gửi lời chúc vui vẻ đến tất cả quý vị. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thứ bảy thật nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và người thân của mình nha. Thank you for staying tonight. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tham gia vào một sự kiện âm nhạc vô cùng tuyệt vời, một trong những sự kiện chất nhất trong năm 2019 tại New Hòa Long Club. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ dành cho tất cả chúng ta. Và phần trình diễn ngay sau đây chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Và ngay lúc này tôi muốn tất cả các bạn hãy cùng nhau thực hiện một hành động để thể hiện tấm lòng hiếu khách của Hạ Long và cũng để chứng minh khán giả của Hạ Long là những người tuyệt vời nhất. Mọi người có đồng ý không ạ? Nếu như đồng ý thì hãy làm theo lời tôi nhá. Trước tiên hãy mở điện thoại của mình lên nào. Trước tiên mọi người hãy mở điện thoại của mình lên, chuyển sang chế độ đèn flash, giơ lên thật cao. Hãy chứng minh khán giả của Hạ Long là những người tuyệt vời nhất đi nào mọi người ơi. Mở đèn flash của mình lên, giơ lên thật cao. Chúng ta sẽ tạo nên một bầu trời đầy màu sắc, tô điểm thêm cho phần trình diễn tiếp theo trở nên hoàn hảo hơn. Nhiều hơn nhà ánh sáng ở trên cao đi nào. Nhiều hơn nhà ánh sáng ở trên cao đi nào.
Yeah, thank you. Và ngay lúc này, hãy sẵn sàng để sống trong không khí tiệc tùng của Paris by Night ngay tại Hạ Long. Hãy sẵn sàng để tan chảy với một giọng hát vô cùng ngọt ngào. Ladies and gentlemen, please welcome singer Minh Tuyết. Cho nhóm múa dancer rất là sexy, rất là xinh đẹp được không ạ? Wow, rất là vui khi hôm nay Minh Tuyết lại được trở lại Hạ Long gặp gỡ tất cả quý vị. Mới đầu thì Minh Tuyết tưởng là lần đầu tiên Minh Tuyết đến Hạ Long, nhưng mà thật sự là đến cái club này rồi thì mới nhớ là cách đây 10 năm
Tuyết đã đến đây một lần và có hát ở club này 10 năm về trước khi mà Minh Tuyết mới bắt đầu đặt chân về Việt Nam để hát lại. Ngày hôm nay lại trở lại đây với rất là đông đảo quý vị. Cho phép Minh Tuyết hỏi thế này nhé. Ai là người định cư tại Hạ Long vậy ạ? Ok. Ai là người định cư ở các thành phố khác không phải Hạ Long ạ? Ok. Ai là ở Mỹ về nè? Ủa sao cái nào cũng đều với nhau hết trơn vậy? Ok. Ai ở Úc về? Ôi dồi ôi, thế là lừa dối tôi nữa rồi. Tôi thấy cái gì cũng ồ hết trơn. Vâng ạ, dù là các bạn ở đâu hay là ở bất cứ nơi nào thì đối với Minh Tuyết, các bạn vẫn là tất cả. Bởi vì không có fan thì không có Minh Tuyết ngày hôm nay ạ. Cho nên ngày hôm nay Minh Tuyết sẽ cố gắng hết sức mình để mà phục vụ và gửi đến quý vị những bài hát mà quý vị yêu thích. Và bây giờ một bài hát kế tiếp, một bài hát rất là quen thuộc mà quý vị dành cũng rất là nhiều tình cảm cho Minh Tuyết trong thời gian ban đầu Minh Tuyết mới vừa vào trung tâm Thúy Nga để hát. Và không biết là ở đây có ai là fan ruột của Minh Tuyết không ạ? Thế có ai nhớ cái điệu nhảy này không? Trong một cái bài hát đó mà rất là quen thuộc, mà khi thấy cái điệu nhảy này là biết Tuyết hát bài hát gì ạ? Có ai nhớ không ạ? Có không? What? Vâng, đó là bài hát được mang tên Thầm Gọi Tên Anh Lần Cuối. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sau đây. Yeah.
một mình em trong cuộc đời, người được chiều rơi. Thank you. Một gì câu nghe tới từ ngày đi lạnh lùng, anh đã quên em rồi. Cuộc đời dài phố sớm nói đắp đuối. Hôm nay này, một mình cô chỉ học được. Như vậy nhá, bây giờ như vậy được không ạ? Một tí xíu nữa khi Minh Tuyết hát xong á, Minh Tuyết sẽ ra đầu ở ngoài đây nè, rồi đứng chụp hình với mọi người được không ạ? Mọi người ok không ạ? Nếu mà mọi người ok thì mọi người ở lại chơi cho vui nhá. Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì thank you con. Anh tháo cái này ra, tháo cái bóng bóng ra. Và bây giờ thì nếu như một người nào đó yêu mình nhưng mà mình lại không được tất cả tình cảm của người đó dành cho mình, nhưng mà nếu cho mình một lựa chọn nữa thì mình vẫn cứ yêu, bởi vì đã nói yêu thì mình sẽ yêu một cách rất là mù quáng. Cho nên xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát của nhạc sĩ Thái Thịnh được mang tên Nếu Em Được Lựa Chọn. Chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được lựa chọn điều em ước mơ thì em xin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối những đắng cay chung trọn đời này em trao đi anh. Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Khi em đã yêu, là con tim em đã xin trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muốn đắng cay, và đôi khi em biết em. Cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho anh đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu như ngày mai kia đừng nói một lời, tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ em thấy thân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh.
chàng cần bận tâm hay nghĩ gì. Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Các bạn xin nghe. Và có khi thì có người lại chọn cho mình một anh chàng không đẹp trai tí nào, xấu thì là xấu nhưng rất là duyên dáng, nhưng có người thì lại thích một người rất là đẹp trai nhưng không không cần phải duyên dáng. Mình anh đẹp trai, anh đứng cạnh em là em thấy sung sướng rồi, đúng không? Nhưng có người thì lại muốn kiếm cho mình một tấm chồng đảm bảo cho mình một cái cuộc sống thật là thoải mái, nhưng mà cũng có người lại kiếm cho mình một người chồng phải thật là vô cùng thông minh. Cho nên mỗi người sẽ có mỗi cái nhìn khác nhau về một người mình yêu và một người mình lấy. Cho nên, có rất nhiều chàng trai đem đến cho em hột xoàn, kim cương, nhà lầu và xe hơi. Thế nhưng em lại chọn anh bởi vì anh lại đem đến chính cái em cần nhất ở một người đàn ông. Đó là tình yêu của anh dành cho em và chữ chung thủy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát nhạc ngoại quốc dịch lời Việt mang tên Anh Thì Không. Hey!
một bài hát nhạc Pháp dịch lời Việt của nhạc sĩ Lê Xuân Trường. Bài hát mang tên Anh Thì Không. Trưa nay xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát mang tên Đừng Hứa Với Em. Ladies and gentlemen, I need y'all to put your hands together. Minute. Now I know you heard it before, never like this. She's putting a twist on the beat so you can move your hips. Yeah, Joe. I gave you the moon and the stars, whatever it takes, as long as it makes you forgive all of my mistakes. And I'ma stay true if you want me to wait. Girl, there's only you, I'm telling you, I know that it's fate. So you gotta give me a chance, I'm holding on. Despite the way you're feeling, I ain't doing you wrong. So why you say you're moving on? Things are burning strong, so don't tell me the reason's gone. To get you back inside of these arms, I do it all. Xuôi dòng trên môi vui cười, ngày mai
20 năm rồi cho nên không nhớ lời. Nhưng mà có một bài gần đây, không phải gần đây, em sẽ là người ra đi à? Hay là sao anh ra đi à? Em sẽ là người ra đi. Sao anh ra đi hay là em sẽ là người ra đi? Em sẽ là người ra đi à? Để cho em nín à. Ok, bây giờ đương nhiên là chút xíu Minh Tuyết sẽ phải hát bài đó gửi tặng quý vị. Nhưng mà bây giờ thì một bài kế tiếp nè, rất là muốn mời một người lên hát chung. Nhưng mà Minh Tuyết nghĩ là kiếm một người đẹp trai hơn anh Bằng Kiều thì dễ đấy. Hoặc là cao hơn ảnh cũng dễ đấy. Nhưng mà hát cao bằng ảnh thì khó lắm ấy. Đúng không ạ? Có ai có muốn nghe bài Xin Lỗi Anh không ạ? Có không ạ? Thế có ai hát hay hơn Bằng Kiều không ạ? Em hay bị giơ tay xong lên giảo độ lắm ấy nha. Có không? Anh hát hay hơn anh Kiều không? Chứ là em thấy anh cao và đẹp trai hơn anh Kiều là cái chắc rồi đấy. Thật không? Chắc không á? Anh mà hát không được anh thối tiền lại cho tất cả mọi người ở đây đấy. Được không quý vị? Bây giờ mà anh mà không hát hát như em không cần hơn anh Kiều, bằng anh Kiều được rồi. Nếu mà không bằng là mỗi bàn anh phải tặng một rau bia đấy. Hát không? Xin lỗi anh nhá. Chịu không? Quý vị có muốn không? Muốn thì cho em một tràng pháo tay thật to. Em mời anh lên ạ. Cho em xin một cái microphone được không ạ? Nóng quá. Anh kia không phải em. Quý vị ơi nghe kỹ nha, không chừng mỗi bàn được một rau bia đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Ủa, cái mặt em chắc tùm lum ta. Cái mặt em tùm lum ta lá. Ok, cho phép em hỏi anh tên gì ạ? Mình tên là Hoàng. Anh Hoàng, anh ở đây hay là anh ở đâu ạ? Xin chào tất cả mọi người có mặt ở Nhiêu Long hôm nay. Đến từ Hải Dương. Và phải nói thêm cái là mình là fan của cả Bằng Kiều và Minh Tuyết. Oh.
rồi, anh ơi, anh vô tình đi chơi đến anh thấy quảng cáo em, anh ghé coi hả? À, chương trình này là mình đã, anh em Hải Dương đã book sẵn để đến đây gặp Minh Tuyết. Em ôm một cái để cảm ơn anh được không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều, em xin lỗi, em mồ hôi nhiều quá. Tại vì nếu mà đã từ ở xa mà thấy được quảng cáo mà cố tình đi đến xem Minh Tuyết đó, thì đó là một điều rất là vui và hân hạnh. Minh Tuyết cũng cảm ơn tất cả những ai đó đã đến đây cùng với Minh Tuyết ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cả nhà cổ vũ cho Minh Tuyết và mình một chút ạ. Dạ, nhưng mà mình ơi, mình tên gì vậy? Mình tên là Hoàng. Mình tên Hoàng, ok. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát của nhạc sĩ Hoài An, bài hát được mang tên Xin lỗi anh với tiếng hát của Minh Tuyết và Minh Hoàng ạ. Anh nói anh thuộc mà, em yên tâm. Mình xích tới đây để cho mọi người thấy được không ạ? Được không ạ? Hay là anh muốn lên trên đó, có đứng đây cho nó gần gũi nha. Được ôm em trong tay. Ôi trời ơi, chưa gì đã ôm rồi. Ôm sao thế? Say trong yêu thương để quên bao phiền muộn khi anh bên em cùng em. Giờ em biết anh rất nhớ em, biết anh rất cần em, nhưng em xin lỗi anh. Giờ em biết em phải xa anh, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho em xin lỗi anh. Quên anh đi em như quên một giấc mơ, vì đời là mong manh cơn mơ quá dài. Hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn anh đã từng viết tặng em. Giờ em biết anh không trong tim, dòng nước mắt không thể lau khô, cho em xin lỗi anh. Giờ em biết em phải xa anh, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho em xin lỗi anh. Lòng đau xót còn đau ngày xưa khi anh đưa em về. Còn đâu những bài hát thương nhớ anh viết cho tình ta, thì thầm em đẹp những lời anh, tiếng cười vang trong gió. Rất là nhiều, nhưng mà ở bên anh còn có em. Anh cứ xây qua bên kia hoài, ok. Anh ôm được nhưng mà ôm thấp xuống tí xíu nha. Ôm cao quá. Ngày đôi ta bên nhau tựa như đôi chim cò, thật là hạnh phúc tìm đâu. Ngày em quay lưng đi, lệ rơi quên mi buồn, hãy sống vì anh. Do anh trước lúc em đi, mà ngày mai anh nhớ được gì? Từng dòng tin nhắn em xóa đi, lời yêu thương em giấu trong tim, giờ anh biết chỉ thêm nhớ thêm trong. Cho em xin lỗi, em phải đi. Lòng đau xót còn đâu ngày xưa khi anh đưa em về. Còn đâu những bài anh viết cho tình ta, thì tập em đẹp nhất lời anh, tiếng cười vang trong gió con đau. Lòng đau xót còn đâu ngày xưa
anh đã từng viết tặng em. Xin lỗi anh, hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn. Anh đã từng viết tặng em. Xin lỗi anh, hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn. Anh đã từng viết tặng em. Cảm ơn Minh Tuyết và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thank you anh. Xin lỗi anh, chúng ta không đến được với nhau. Em sẽ là người ra đi hả chị? À, ok. Một bài yêu cầu. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Thank you so much. Em sẽ là người ra đi hả? Quý vị có muốn nghe bài đó không ạ? Có không ạ? Ok, ở trong iPad ấy. À, lâu quá rồi em không có hát bài này, em lỡ có quên lời thì mọi người nhắc em nhé. Ok, trong iPad ấy. Và bài hát Em Sẽ Là Người Ra Đi là bài hát của nhạc sĩ Minh Vi. Minh Tuyết cũng có cơ hội hát lại khi mà ở hải ngoại thì cũng được rất là nhiều quý vị yêu mến. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Em Sẽ Là Người Shadow của nhạc sĩ Minh Vi. Em nói tám một tí để trên nó bỏ bài vào. Chị ơi, chị có thể cho em mượn cái lời được không? Cái lời Long ơi, Long làm cái lời cho chị Long. Nhưng mà nhớ đừng có để nó tắt cái đèn. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn, nụ ấm ân ái hơn nào. Còn đó bao sống yêu nhưng đời ai nào ngờ, trôi như mây bay về từng cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dành cho hết con tim. Thời gian không thể xóa đi tình yêu anh hôm nào, quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi? Ta đã một lần tôi còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em ơi người? Kề vai em mà tim anh khắng khi bỗng hình hài. Vì sao anh lại muốn chôn cả hai con đường? Lệ hoen chặt bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh. Người ra đi cho nhau từng nụ hôn, nụ ấm ân ái hơn nào. Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ, trôi như mây bay về từng cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dành cho hết con tim yêu. Mà sao thời gian không thể xóa đi tình yêu anh hôm nào, quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi? Ta đã một lần tôi còn hơn
đi. Và bây giờ là một bài hát, sau bài hát này thì Minh Tuyết sẽ quẩy lên cho quý vị nhé. Một bài hát mà quý vị yêu cầu vừa nãy giờ. Rất là may mắn khi mà Minh Tuyết được quý vị yêu mến bài hát này. Đầu tiên là qua chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Minh Tuyết chỉ là thị phạm cho thí sinh thôi, nhưng mà không ngờ cái thị phạm đó mà lại đem đến cái bài hát này của Minh Tuyết đến gần với quý vị hơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một lần nữa. Và nếu như ai đó mà có đau khổ trong tình yêu thì hãy khóc thật nhiều và sau đó hãy quên đi tất cả để mà có thể bắt đầu một cái cuộc tình mới. Xin mời quý vị lắng nghe bài hát được mang tên Để Cho Em Khóc. Chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Về kết thúc sau nhiều năm nói ta cũng chẳng thể nào đi chung đôi. Về là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đơn sơ, để giờ đây đắng mặt u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đã gánh chịu, từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phải nhòa. Có bao giờ chúng mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tiêu, như em từng mơ em từng khóc vì ai. Có dối lòng có ta mạnh mẽ mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối không thấy em anh đã đi tìm, hay anh vội quên giấc mơ
Thì để trở lại không khí sôi động, xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát rất là sôi động được mang tên Hoang Mang. Tôi miên man, ngày qua
tình yêu của những phút đau tự như phép màu, sự lắm con lòng vượt qua nỗi sợ để đến mùa đông trốn xa, nụ cười rạng ngời trên dành chọn cho Minh Tuyết đêm nay. Bây giờ quý vị quậy hết mình với Minh Tuyết bài cuối cùng được không ạ? Hay là muốn nữa ạ? Ok, let's do, xin dành chọn cho em. Ôi sao ở trên đó ngỡ ngàng thế nhỉ? Có không? Ở trong cái bài gửi đi. Không. Ôi ai không có thì gọi. Ok, bình tĩnh, bình tĩnh. Ok, bình tĩnh thôi, trong bình lúc tĩnh. Mình chờ đợi thì đúng rồi. Mấy em ơi. Mấy em xuống luôn. Đừng có vô nha, đứng trên sân khấu mấy em đẹp quá, vô ổn lắm. Anh ơi, anh đẹp trai, đây, à, đây đây. Hi. Hi, how are you? What? Okay. English, English. Okay. What? Hi. Tự nhiên anh đẩy em một cái ông tay ra đây làm cho em thế nào, cái gì đây? Oh, are you a dancer? Yes, yes, yes. Oh, oh, cool. Are you gonna dance with me? Yes, I can. Are you sure? Okay, cool. You have the song? Có bài không? Okay. Oh, what's this now? Dành chân cho em bằng một chiếc hôn nồng say. Vì chẳng phải em được một lời đôi cánh tay. Come on, xin ở đâu? Hey, woo! Anh cho em tình yêu bắt sơ và anh cho em giấc mơ êm đềm. Em yêu anh tin em. Xin vì chẳng phải em đừng buồn lời đôi cánh
ơn quý vị rất là nhiều. Thank you. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn vũ trường New Hạ Long, right? Hay là Music Hạ Long hả? Club đã mời Minh Tuyết đến đây để giúp vui cùng với tất cả quý vị. Rất là hân hạnh và hy vọng rằng là Minh Tuyết có cơ hội trở lại lần nữa không quý vị ơi? Come on! Ok. Anh muốn nói, ok anh nói đi anh. Anh nói đi. Anh còn thở, anh chưa có hát mà anh đã thở rồi. Ok.